chào mọi người, em tên là Võ Lê Hảo Vi, năm nay em 18 tuổi. Thì vừa qua em vừa hoàn thành xong chương trình lớp 12 tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Sắp tới em sẽ đi du học ở Mỹ. Em sẽ theo học trường Middlesex County College và em sẽ theo học ngành khoa học xã hội. Em chọn cái trường này để học đó là thứ nhất là người thân của em ở bên nước ngoài giới thiệu cho em trường này và họ đã từng học ở trường này và họ nói là trường này rất là tốt. Đồng thời là khi mà đây là một trường có hẳn cộng đồng thì khi mà em hoàn thành xong 2 năm ở đây thì em có thể chuyển tiếp lên một cái trường đại học cũng khá là tốt nữa ở trong cái bang này luôn. Và cái học phí ở trường này nó rất là phù hợp với lại cái mức của gia đình của em. Cái hành đầu tiên là phải liên hệ cho em về kiến thức và vốn tiếng Anh thì em đã được gia đình cho em học tiếng Anh cũng khá là lâu để mà khi mình qua bên đó mình có thể tự tin giao tiếp với lại người nước ngoài khi sống trong môi trường tiếng Anh thông. Thứ hai đó là về quần áo với lại đồ đạc, thì về trang phục thì người thân của em ở bên Mỹ dặn là không cần mang quá nhiều quần áo, chỉ mang số lượng quần áo đủ để mà mặc trong thời gian đầu. Bởi vì ở cái khí hậu ở Mỹ với lại cái thời trang bên đó nó khá là khác so với Việt Nam, cho nên với lại giá cả quần áo cũng không phải là quá mắc ở bên Mỹ, cho nên sẽ khuyên là nên qua Mỹ lại mua nhiều quần áo hơn. Còn về đồ ăn thì là có những món mà chỉ có ở Việt Nam có mà ở Mỹ thì không có, thì nên gia đình em cũng có chuẩn bị những cái đồ ăn như là cơm cháy, tôm khô, rồi chà bông hay là chả để mà đem qua Mỹ để mà khi mà thèm hay là nhớ nhà có thể lấy ra ăn. Em muốn đi du học là vì em muốn đặt mình trong một cái môi trường mới, mong muốn là mình có thể tìm ra từ ở bản thân mình những cái khả năng mà nếu mà mình cứ ở Việt Nam mà ở bên cạnh ba mẹ thì mình sẽ không có bộc lộ được. Là vì em muốn mình trở nên độc lập hơn, chứ lại là tự tin hơn. Chứ lại trong một cái môi trường sống rất là năng động như ở Mỹ thì em sẽ trở nên năng động hơn và bớt tự ti và bớt ngại. Thì theo em nghĩ là trước khi mà mình vào lãnh sự quán thì mình nên lấy E20 passport và các tờ giấy đăng ký phỏng vấn ra bên ngoài để mình cầm, khi mà người ta hỏi là mình sẽ đưa cho người ta ngay được. Còn khi mà vào đó thì mình cứ làm theo cái hướng dẫn của người ta, tại người ta hướng dẫn rất là kỹ càng. Còn khi phỏng vấn thì là nên chủ động chào cái người mà mình sẽ phỏng vấn, sau đó là nhìn thẳng mắt người ta cười và giữ cái thái độ tự tin thì kết quả sẽ tốt. Thì em biết công ty là thông qua một người bạn của mẹ em đã từng làm hồ sơ ở đây. Thì sau khi mà làm việc với công ty thì em cảm thấy là các chị rất là cố gắng và nhiệt tình trong cái việc mà hướng dẫn em làm hồ sơ với lại chuẩn bị thông tin du học, chưa chuẩn bị để mà phỏng vấn. Và cả khi ngay sau khi mà em đã phỏng vấn đậu rồi thì các chị vẫn giúp đỡ em để mà dặn dò em để mà em chuẩn bị tốt nhất trên cái đường mà em đi du học.